Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và khá là lâu rồi mình không chơi cắm trại trong video. Hôm nay thì mình có được một bạn gửi cho mình một con map cực kỳ dị luôn. Bạn ấy có gửi ở trong group cộng đồng gia tộc Mèo Pèo Không Pèo. Bạn nào mà chưa tham gia gia tộc Mèo Pèo Không Pèo ở trên Facebook thì đừng quên là bấm vào đường link ở phần mô tả video các bạn nhá. Và đừng quên là theo dõi kênh TikTok mới của Mèo Pèo. Hiện tại là Mèo Pèo cũng mới tập chơi TikTok thôi các bạn à. Bạn nào có kinh nghiệm chơi TikTok gì thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Ấy, thỉnh thoảng qua đú trên TikTok và xem như nào các bạn ơi. Ok thì không lên thuyên nhiều nữa, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con map. Map này thì có tên là cắm trại trong bồn cầu các bạn ạ. Các bạn nghe không nhầm đâu, cắm trại trong bồn cầu khổng lồ các bạn ha. Đây, chủ map có build một cái bồn cầu siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Để mình di chuyển ra xa chút đã. Mình có kỳ lân mà, đó, mình có kỳ lân với cả Cindy, thành ra là di chuyển khá là tiện. Đó, trời ơi, quả bồn cầu siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Khiếp thật. Úi dồi ôi, cắm trại trong bồn cầu là có thật các bạn ạ. Map này nhìn thôi nhưng thực ra cũng không to lắm đâu. Chỉ có một khu cắm trại cho nên là mình chỉ chơi một mình thôi các bạn ạ. Không chơi đông người được. Mà không thể có thông tin map gì ta. Ủa? Không thể có thông tin map gì các bạn ạ. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên là một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Để mình đi lượm một vòng xem nào. Không biết là sau này trong này có gì không nhỉ? Ơ ôi, cái gì ấy? Khu này khu gì ấy? Mình cũng không thắc mắc, không biết map là chơi như nào các bạn ơi. Ở đây không biết có cho đồ, chúng ta không thể có thông tin map gì các bạn ạ. Nếu thấy map hay, hãy cho 5 sao nha. Không thấy có... không có hướng dẫn hay gì cả. Ây, không có hướng dẫn hay là không có bất cứ cái thông tin nào các bạn ạ. Chỉ có mỗi thế này thôi. Chỉ có mỗi cắm trại trong bồn cầu thôi. Ôi, ở dưới này có nước luôn này. Wow, để tí nữa đục thử lỗ xem là như nào các bạn ơi. Rồi, chưa gì có cái lều trại một sẵn rồi này. Có sẵn giường rồi, trang trí gì nữa. Nhưng mà chỗ này nhìn không đẹp các bạn ạ. Mình phải thiết kế lại mới được. Lấy cửa này. Giường này, giường hai cái này. Đèn này, cửa. Tẻng các thứ, gà này, bánh mì này, ok. Cái này là block à? Mình sẽ lấy block màu xanh các bạn ạ. Lấy block màu xanh này. Ghế này, bàn này, lò này. Ok, rồi. Cũng có thế này thôi à? Lấy thêm cái này làm sàn nhà đi. Lấy cái này làm sàn nhà, không, sàn nhà này hơi chóe, sàn nhà này đi. Ok. Cái này nó hơi bé nhở. Nó có mỗi thế này thôi à? Không biết là có cho tài nguyên gì không ta. Ê, từ nhá. Để mình sẽ xây một cái lầu trại, nó như là mình sẽ phá hết rồi đấy. Ok, đầu tiên là mình sẽ phá hết cái phòng này đi các bạn ạ. Cái chỗ này trông nó hơi tù, mình sẽ phá sạch luôn. Đây, đổi qua Nini này. Phá cho nhanh các bạn ạ. Đó, mình sẽ phá hết chỗ này. Đó, chủ map xây cái lầu trại này trông nhìn nó hơi tù. Mình sẽ làm hẳn một cái nhà luôn đi các bạn ơi. Mình sẽ xây nhà trên này luôn các bạn ạ. Tại sao chúng ta không xây nhà nhỉ? Mặc dù đây là map cắm trại nhưng mình xây nhà luôn. Cái chỗ diện tích này cũng khá là tiện, có thể xây nhà cũng được mà. Chặt hết. Chỗ này phải quy hoạch lại các bạn ạ. Phải quy hoạch lại cả chỗ này luôn các bạn ơi. Mèo Pèo sẽ quy hoạch lại cái chỗ này. Rồi. Phá hết. Ok, phá hết các bạn ơi. Ui, cái thảm này không có cho thêm nhỉ? Cái thảm này từ từ để mình đập nốt, phá nốt cái thảm này các bạn ạ. Mình đang tính thiết kế, không biết là nên xây cái cắm trại kiểu gì đây. Cắm trại rồi, trước tiên mình sẽ xây tầng hầm. Cắm trại nhưng mà có tầng hầm các bạn ạ. Để coi nào. Cắm trại nhưng mà có tầng hầm. Ôi chết rồi, đây là sẻng kim cương mà quên mất. Đây là sẻng kim cương các bạn ạ. Mình cứ tưởng sẻng vàng là mình ngồi đào đúng rồi luôn. Quên mất đây là sẻng kim cương. Ok. Đào. Đầu tiên là quy hoạch đã. Đào đất đã. Bây giờ mình sẽ xây. Để coi nào. Không có thang tiếc gì nhỉ. Không chế ở thang ta. Không có các bạn ạ. Có mỗi một cái cây thôi, xung quanh không có cây gì nữa. Thế này mà đào xuống cũng hơi toang đấy nhờ. Không thấy có cho thêm đồ đạc gì các bạn ạ. Thế này cũng có vẻ toang phết nhờ. Không ổn rồi. Ui, ở dưới này có nước ấy. Ui, tại sao mình không tận dụng cái khu này luôn nhở. Đúng. Từ từ. Mình mới nghĩ ra cái trò này hay nè. Ây, từ từ nhá. Mình mới nghĩ ra cách thiết kế này hay ho phết các bạn ơi. Từ từ anh em bình tĩnh. Ok, hiểu rồi. Có trò vui rồi các bạn ơi. Để coi em nào. Được đấy, mình sẽ đào xung quanh thôi. Thì ra là thế. Ok luôn, được. Hợp lý các bạn ạ. Hay đấy, mình sẽ xây xung quanh luôn các bạn ơi. Xây thành một cái hố luôn.
cắm trại trong bồn cầu mà, mình sẽ xây đâm thẳng xuống bồn cầu luôn. Ui, khiếp thật, mà chủ map này mình thấy hơi đơn giản à, không thấy có cho thêm gì ta. Không thấy có cửa đánh boss hay cái gì các bạn ạ, chỉ có cắm trại bình thường thôi. Chúng ta phải xây lều trại các kiểu thôi các bạn ạ. Map này khá là nhỏ, có mỗi một cái bồn cầu thôi, cũng không thể là mở đông người được. Đồ nini á, đào cho nhanh. Hey, không cho quà sao nhỉ, cho quà sao để mình phụ ma cái này cũng được. Đấy, ok. Đào, tích cực đào. Ui, chính ra chúng ta có bể bơi này. Ê, có bể bơi luôn các bạn ơi. Ê, tự nhiên có cái bể bơi free luôn. Hơi bị xịn sò các bạn ạ. Đấy, chúng ta tự nhiên được cái bể bơi free luôn nè. Ok, lấy cái bồn cầu này làm bể bơi luôn các bạn ạ. Đó, đây là khu bể bơi. Ui, rồi, đây mình sẽ xây xung quanh này. Để coi này đó, bị xung quanh. Đấy, để bể bơi dưới tầng hầm. Hợp lý không các bạn ơi? Bể bơi dưới tầng hầm luôn. Ê, cắm trại mà có cả bể bơi nhá, nó mới đỉnh cao các bạn ạ. Mà không có cái giếng trời, mình không chế được cái giếng trời hay chế cái gì ta. Mắt này ít đồ quá, mắt này cho hơi bị ít đồ để trang trí các thứ nữa. Ok, rồi, tạm ổn rồi đấy, bây giờ mình sẽ làm cái sàn đi. Mình sẽ bịt xung quanh lại. Tèo. Đây là khu bể bơi. Đó, trông có vẻ nhìn cũng được các bạn ạ. Nhìn nó cũng tạm ổn, không đến nỗi nào. Ok, bây giờ mình sẽ xem màu xanh ở đây này. Đây là xem màu xanh ở đây. Đó, đây là tầng hầm mà bể bơi ở dưới hầm các bạn ạ. Mà không biết là xây cầu thang hay giếng trời không có. Có mỗi một cái cây ở trên này để lại trang trí cho đẹp các bạn ạ. Bây giờ mà đập cái cây đi là cũng hơi buồn. Nhìn nó hơi buồn các bạn ạ. Để giữ lại cái cây đấy. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ đây. Không đủ à? Rồi. Cắm trại trong khu này. Bây giờ phải tìm thiết kế như nào ta? Đang băn khoăn không biết thiết kế như nào. Đây là khu bể bơi ở dưới này. Cắm đèn á. Đầu tiên mình sẽ cắm đèn á, cắm đèn cho sáng đã. Đây, đèn bốn góc này. Cho sáng là không lăn nữa, dã nhân hồi sinh đây là toang lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ nghiên cứu xem là cắm trại kiểu gì đây. Từ. Xây sàn nhà đã, đây, xây cái sàn đã. Đây là cái sàn ở trên này. Ok, rồi. Bể bơi dưới lều trại các bạn ạ. Mèo béo thiết kế hẳn cái bể bơi dưới lều trại luôn. Rồi. Nhưng mà vấn đề là không biết là xây cầu thang xuống kiểu gì đây nhỉ. Mình cũng đang thắc mắc không biết là nên cho cầu thang xuống đoạn nào nhỉ, thì nó hợp lý ta. Hey, Cứ bịt đã rồi tính sau các bạn ạ. Rồi bây giờ xây một cái lều trại ở trên này. Xây lều trại ở trên. Ở chung map này, ui, sắp tối rồi này. Giờ sắp tối rồi kệ. Không cần đi ngủ, không thèm đi ngủ luôn các bạn ơi. Mình không thèm đi ngủ luôn. Để coi xem là map này có dã nhân không các bạn ạ. Cũng khá là tò mò không biết là map này có dã nhân không. Cửa nè. Cái này vướng quá, cái này bị vướng. Không biết có cái này đập ta không đập được các bạn ạ. Không đập được thế mới cay chứ. Đây là phải xây cửa hai bên này rồi. Đó, không đập được cái này. Ui, có ông thương nhân này, ông gian thương chứ. Ông này là ông gian thương chứ thương nhân gì. Chỗ này xem màu xanh đi, cho nó kiểu khác biệt rồi. Nhìn hơi tù nhỉ. Trông cái này nhìn hơi tù ta. Ôi thôi, xem màu này đi. Cái này màu truyền thống đi. Đây, ok, hai cái cửa này. Phải xây cửa hai bên các bạn ạ. Xây cửa giữa không đi được, thế mới cay. Cửa giữa không đi được cơ. Có cái đuốc này đập luôn đi. Thôi để đuốc cũng được. Tự nhiên có đuốc free giữa nhà luôn, cũng sáng các bạn ạ. Map này không biết là lát nữa có dã nhân không, chưa thấy có dã nhân. Chắc là chủ map là cấm quái rồi. Mình đoán thế thôi, cũng không biết là đúng không nữa. Không biết là chủ map có cấm quái không. Ok, rồi. Ôi, chủ map không cấm quái đâu các bạn ơi. Chủ map không có cấm quái đâu nhá. Đừng có tưởng bở. Mình coi nào, mình sẽ xây một cái ở giữa này. Đây. Chỗ này cái chỗ đường đi xuống, đó. Ok, rồi, đó. Bây giờ phải thiết kế cái chỗ này. Làm cái cầu thang xem là như nào ta. Phải thiết kế chỗ này các bạn ơi. Rồi. Mà không có đủ gỗ để làm cầu thang nhở. Căng nhở.
không biết chỗ này thiết kế như nào các bạn ạ. Cắm đèn á, cắm đèn á, cắm đèn á. Không, một trời tối các bạn ơi. Làm cái giường đi, làm cái giường hai bên này đó. Uầy, chỗ này ở giữa đi xuống cũng được. Không được. Bây giờ không có giếng chơi cơ, cũng chẳng có gì để che ở đây các bạn ạ. Từ từ đã, làm cái này đi. Tủ để đâu ta? Tủ để ở từ từ tủ để đây đi. Kệ sách à? Kệ sách để coi xem nghiên cứu để đâu nè, để đầu giường đi. Đó, kệ sách để đầu giường các bạn ạ. Để coi xem còn gì. Chúng ta lò nung à? Không, thế thì lò nung để đây ngon hơn. Lò nung để đây hợp lý hơn. Đó, lò nung để đây là hợp lý hơn này. Cái tủ mình sẽ để ở đây. Đó, ok. Có vẻ ổn đấy. Trên này có cái đèn này. Đó, nhìn hợp lý luôn các bạn ơi. Để mình chỉnh lại cái sách á. Cái này hơi sách nhở? Ủa? Sách sách thế. Ok, rồi, cuối cùng cũng nhiều sách nhở, để làm cân bằng đó. Ủa, ít sách thế. Kiểu là ngẫu nhiên các bạn ạ. Ok, được rồi này. Đó, nhìn có vẻ ổn đấy. Để bàn à. Bàn này để làm gì ta? Không biết là ngồi chỗ nào nhỉ? Hết xưa chỗ ngồi rồi các bạn ơi. Đây, để cái bàn đây là không. Thế thì bỏ cái tủ ấy đi à? Từ từ. Bỏ cái tủ ấy đi để cái bàn ở giữa này cũng được đấy. Cũng có vẻ hợp lý các bạn ạ. Được đấy, từ từ. Thế thì mình sẽ bỏ cái bàn này đi này. Mình sẽ để cái tủ ở đây. Đó, nhìn trông có vẻ hợp lý hơn. Chứ tôi bấm nhầm nút. Bấm nhầm nút bạn bè. Mỗi lần bấm nút bạn bè bị lag các bạn ạ. Thế nó mới cay chứ. Ok. Để mình chỉnh lại, từ từ. Chỉnh lại màn hình đã. Ok. Rồi. Để cái tủ ở đây này. Nhìn có vẻ là trông có vẻ là ổn đấy các bạn ạ. Đây, thế thì mình sẽ để cái bàn ở đây. Bàn làm việc ở đây. Đó, bàn làm việc ở đây. Đó, thì nhìn nó ok hơn nhỉ. Mặc dù trông nó hơi tù tí nhưng mà thôi, dùng tạm vậy, biết sao giờ. Diện tích căn lều bây giờ không có cầu thang cầu thiết gì để đi xuống nhỉ. Đó, có cầu thang leo xuống thì ngon. Nó không có cơ, bể bơi này, hồ nước ở dưới này. Đấy, bám tường à? Có xin đi thì lên dễ rồi. Mà quan trọng là mình cần cái cầu thang cơ. Để từ từ đã. Chỗ này đặt đây đi. Rồi. Đó, phải thiết kế lại đã. Đó, thiết kế lại đã. Rồi, nhớ nhảy. Bùm. Ui, được của nó không các bạn ơi. Wow. Chỗ này mình sẽ làm một cái bàn nhỉ. Làm một cái bàn đây này. Bàn ngồi trò chuyện ở đây này. Đấy, làm một cái bàn trò chuyện ở chỗ này. Chết. Đấy, ngồi kiểu ngắm xuống. Chết. Nhầm. Ok. Không, cái đèn ở đây. Cái tủ ở đây, kệ sách à? Kệ sách ở đây. Đó, ôi, chỉnh lại cái sách ở đây, chỉnh lại kệ đó. Cái kệ này bị ít sách quá các bạn ạ. Ok, rồi. Nhìn hợp lý đâu. Đó, trông hơn ra gì phết đấy các bạn ạ. Xong để cái tủ này là cái lò nung à? Có nên để lò nung là lò sưởi à? Lò sưởi để ở đây à? Lò sưởi để đây được này nhỉ? Không nên để đèn rồi. Lò sưởi để đâu ta? Từ từ, để tủ trước đi. Để cái tủ trước các bạn ạ. Nghiên cứu phải nghiên cứu xem trang trí như nào cho nó ổn. Cái tủ ở đây cũng được này. Cái tủ bên này cũng được. Hay là để tủ ở đây. Để tủ ở đây cũng được này. Để tủ ở đây kiểu như tủ để đồ ấy, được không? Hợp lý hơn này. Tủ ở đây hợp lý hơn. Chết. Tủ bên này hợp lý hơn các bạn ạ. Tủ bên này hợp lý hơn. Đây. Mình sẽ để cái tủ ở đây. Đó. Nè, đèn sau lưng kệ nó. Ok, cái này sẽ để lò các bạn ạ. Cái này để lò nung. Đó, ok. Ok, rồi. Đấy, kiểu như ngồi muốn nướng gì thì nướng. Đấy, ngồi này. Đấy, trời ơi. Hey, hợp lý phết các bạn ạ. Bể bơi, từ. Lắp đèn thế này đã các bạn ơi. Từ, để mình thiết kế lại cái này đã. Làm lại cái sàn này đã. Cái sàn này hơi xấu này. Sàn cỏ này hơi xấu các bạn ạ. Mình đổi sàn đã. Đổi qua cái sàn khác cho đẹp các bạn ơi. Hay. Rồi, đổi qua sàn màu xanh đi. Đấy, cho cùng đồng bộ các bạn ạ. Hay. Lắp đèn nữa. Chết rồi, hay oxy. Ok, lát nữa lắp đèn á. Lát nữa mình xuống lắp đèn sau các bạn ơi. Đây, để một cái đèn đây này. Ôi chết rồi. Ôi, cũng được ấy. Để đèn đây cũng được ấy, nhờ. Đó. Để đèn ở đây cũng được các bạn ạ. Cũng hợp lý ấy, nhờ.
Hợp lý, trông nhìn cũng hợp lý chứ. Mình sẽ cắm đèn đi. Cắm một đèn, bốn đèn góc nữa. Đây, bốn đèn ở góc này. Ui. Bơi, bể bơi. Nhìn dùm. À, từ không, phải thiết kế như này hợp lý này. Chết rồi, hết oxy các bạn ơi. Tiếp mình. Hết oxy. Hết oxy là hết oxy. Từ nè, đây, phải như này mới chuẩn nè. Đó. Phải như nè mới chuẩn nè. Chết rồi, hết oxy các bạn ơi. Hết máu. À, ok. Ui, còn đúng 5 máu, nguy hiểm quá. Tí thì toàn các bạn ơi. Hồi máu đã. Không có đèn kia nữa, không có cái đèn thủy tinh nhỉ. Map này không cho đèn thủy tinh các bạn ạ. Đèn thủy tinh đẹp hơn nhiều. Có đèn thủy tinh nhìn nó ok hơn các bạn ạ. Map này là không có đèn thủy tinh cơ. Cái đèn này nhìn nó hơi tù này, đập đi luôn. Thôi đập sửa đèn đi. Đập cái đèn đi các bạn. Đèn này nhìn đây. Mình nghĩ để như này nó hợp lý hơn này. Rồi cắm đèn như này nó hợp lý hơn đó. Trông như này nó hợp lý hơn các bạn ơi. Ơi, trông như này nó hợp lý hơn nè. Đó. Nhìn thế này nó hợp lý hơn các bạn ạ. Tôi bơi xuống. Ó, trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái dưới này đã. Thiết kế lại cái dưới này các bạn ạ. Hơi vất vả một chút được không sao. Đào này. Ok. Đó, cắm đèn đó. Nhìn thế này nó hợp lý hơn hẳn luôn các bạn ạ. Trông nó ra gì ngay. Đấy, đây này, bịt vào này. Đó, cắm đèn này, đó. Nhìn nó sẽ ok hơn là vừa nãy. Chết rồi, là hết máu rồi. À, bây giờ bánh mì mà lo gì. Bây giờ mình có bánh mì rồi các bạn ơi. Hiện tại là có bánh mì rồi. Lúc nãy là quên không lấy bánh mì ra. Đấy, ăn cái bánh mì cái nhẹ. Đấy, máu tự hồi luôn. Ok. Nhìn có vẻ ổn cả. Mỗi tự cái đèn này hơi xấu rồi. Có đèn thủy tinh thì nhìn nó ok hơn các bạn ạ. Trông cũng được rồi chứ nhở. Bây giờ phải đi kiếm đồ gỗ nữa. Cái này bắc cua, cái này chẳng ai bắc cua. Đó, đây. Ê, cái này đổ nước xuống là kiểu máng trượt nước ấy nhở. Ôi, không có xô múc nước. Ôi, bây giờ mà có cái xô múc nước thì ngon nhở. Mình sẽ múc nước từ đây chảy xuống. Ui, thì nó lại xịn xò luôn, mỗi tự không có cái xô. Bác lại chả có tài nguyên gì các bạn ạ, thế mới cay cơ. Không có xô múc nước. Ủa, mấy cái này đâu cần đâu, mấy cái này không cần lắm các bạn ạ. Chả cần mấy cái này. Mấy cái này không cần, nó toàn đồ không cần. Có cái xô múc nước thì ngon nhở. Cái này không cần các bạn ạ, thế mới cay cơ. Bác này chả có tài nguyên khoáng sản gì. Thế mới buồn. Đó, xung quanh cháu gì đâu các bạn ơi. Không có tài nguyên khoáng sản gì, chỉ cần một cái xô nước cũng được. Mình múc nước xong mình đổ xuống thì có vẻ đẹp luôn các bạn ạ. Thì nó hợp lý luôn đấy. Ok. Thôi thì tạm thời thế này là cũng được các bạn ạ. Đấy, bể bơi. Mình có Cindy mà Cindy bám tường khá là dễ. View đó xuống cũng khá là dễ. Nên xây cái cửa đây không ta? Làm một cái cửa ở đây à? Muốn đi vào là phải chui xuống à? Dị nhở. Để cái đèn ở đây này. Đập lốc ở đây này. Tiếp thật. Chẳng nghe lại xây kiểu này à? Nhở. À, mình mới nghĩ ra trò này vui nè. Đây, tôi mới nghĩ ra trò này vui nè các bạn ơi. Mình nghĩ ra trò này vui nè. Bịt luôn. Đó, bịt luôn. Đó. Trò này vui nè các bạn ơi. Đây. Chết rồi, lấy rồi. Chết. Ok, bịt luôn. Đặt giường lên trên. Đặt giường lên trên các bạn ơi. Ui. Đó, bây giờ muốn ngủ nằm ở đây. Đấy, nằm ở đây được này. Mở cửa đi vào. Ui. Hợp lý luôn, đập cây đĩa. Rồi. Ui. Nó là hợp lý, từ từ đây đi. Ó, hợp lý không các bạn ơi. Ui. Trời ơi. Cái tủ ở đây kệ nó, mình sẽ chỉnh lại cái tủ á. Chỉnh lại cái tủ cho nhìn nó đẹp đẹp một chút nữa. Từ từ, thế thì chỗ này lò nung để đẹp hơn nữa. Để tủ ta, thế để tủ đi. Ui, để tủ các bạn ơi. Đó, để tủ chiều ngoài đẹp hơn, nhìn đẹp hơn. Cái đèn trong kia kệ nó các bạn ạ. Rồi. Ôi, nhìn nó hợp lý không các bạn ơi. Sổ đi xuống. Đó, mở cửa đi xuống. Đó. Nhìn dị thực sự các bạn ạ. Trông dị thực sự luôn. Sổ. Thế thiết kế tạm như này thôi các bạn ạ. Đây. Bịt luôn. Đó. Ui. Trông ra gì phết là ngủ nó hơi chạm đầu tí thôi. Đập luôn nhở. Ui, không được các bạn đập. À, đập được. Không. Mình sẽ thiết kế lại chỗ này. Mình sẽ thiết kế lại chỗ này. Ok. Chỗ này mình sẽ thiết kế lại các bạn ạ. Từ nha. Chỗ này mình sẽ thiết kế lại. Sao cho nó hợp lý. Anh em bình tĩnh.
Để mình thiết kế lại chỗ này xem nào. À, mình tăng lên một ô được mà, đúng không? Nhờ, đây, mình xây kiểu này được mà. Đấy, đó, ok, mình sẽ xây kiểu này các bạn ơi. Đâu nhỉ? Đây này, đây này, đó, đây này, đây này. Ok luôn. Thích làm cửa sổ ở đây cũng được các bạn, chỗ này làm cửa sổ cũng được này, nhờ. Mình có nên thiết kế cửa sổ ở đây không nhờ? Để thử xem nào. Không biết là có để cửa sổ ở đây không ta? Không được. Cửa sổ chỗ này không được các bạn ạ. Không, chính là để này cũng được này. Từ từ nào. Đó, làm cửa sổ được này. Hợp lý, ôi. Hợp lý luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ồ, quả lều trại nhìn hay không? Sổ nhìn dị không? Đấy, có cửa sổ luôn. Wow, được của nó luôn. Các bạn đang ngủ vẫn rộng thoải mái nhé. Từ từ để mình bắn pháo hoa nhé. Mình sẽ bắn pháo hoa trời tối các bạn coi để mình ngủ thử thế nào. Đây, bắn pháo hoa ngày đêm này cho trời tối đi. Đấy, làm thử quả trời tối. View. Hơi bùm. Đó, đi ngủ vẫn được các bạn nha, ngủ vẫn được luôn. Nè, đó, thấy chưa? Đấy, ngủ vẫn được rồi. Ngủ vẫn được chứ, bị kẹt thôi. Bị kẹt trên này rồi. Không xuống được. Chết dở ấy, chả bị kẹt trên này các bạn ạ. Vậy thì là phải đập cái này đi. Phải đập phá cái ô này đi. Đó, vậy là phải phá một cái ô này đi các bạn ạ. Phải phá cái ô này đi, ok. Không sẽ bị kẹt. Rồi, mình thiết kế lại chỗ này. Chỗ này chúng ta lại thiết kế lại thôi. Ôi giời, đơn giản. Đó, đơn giản đó. Nhìn quả lều trại nhìn ngầu không? Ôi trời ơi, nhìn nó lại ra gì ngay. Kiến trúc nhìn ảo diệu không? Ôi trời ơi, đi ngủ thoải mái luôn các bạn nha. Đấy, ngủ thoải mái luôn đấy. Ôi, thậm chí tỉnh dậy bên ngoài luôn các bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được cái tuổi ấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mẹ Peo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.